Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ những thông tin vô cùng bổ ích từ Hàn Quốc tới cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay, Kiều Anh sẽ giới thiệu tới các bạn một trong những dòng sản phẩm đang được rất nhiều người ưa chuộng sử dụng bởi mức độ tiện lợi cũng như là hàm lượng dinh dưỡng mà nó mang lại. Đó chính là dòng sản phẩm sâm khô hộp thiếc đê đông ở hộp 75g như bên cạnh Kiều Anh đây. Vâng, thưa các bạn, nếu mà khi mà nhìn qua thì hẳn rằng là các bạn sẽ thấy rằng là dòng sản phẩm sâm khô hộp thiếc này thì có thiết kế vô cùng nhỏ gọn, tiện lợi cũng như là sang trọng, sẽ giúp cho chúng ta là làm quà cho người thân, bạn bè, hoặc cả chúng ta sẽ tiện lợi hơn trong việc là bảo quản cũng như là lưu trữ, đúng không ạ? Và trong các video trước thì Kiều Anh đã chia sẻ với mọi người công dụng của hồng sâm rồi, đúng không? Và Kiều Anh xin được nhắc lại một lần nữa, chúng ta thì đều biết rằng hồng sâm là một trong những loại dược liệu, một trong những loại nguyên liệu vô cùng quý hiếm và mang lại nhiều tác dụng cho sức khỏe của người dùng. Và không chỉ có công dụng là hỗ trợ tăng cường bồi bổ sức khỏe, mà hồng sâm còn được biết đến là một trong những loại nguyên liệu giúp điều trị được một số căn bệnh, thậm chí là giúp cho chúng ta là ngăn chặn được nhiều căn bệnh nguy hiểm. Bên cạnh đó thì hồng sâm còn được biết đến là một trong những loại mỹ phẩm vô cùng tốt dành cho người dùng, giúp cho chúng ta có được làn da rẻ hồng hào tuyệt vời hơn. Và Kiều Anh cũng đã từng chia sẻ rằng là nếu như sâm tươi mang lại nhiều hợp chất vitamin và các dưỡng chất cần thiết thì sâm khô cũng sẽ có những ưu điểm riêng và lợi thế riêng của nó. Khi sử dụng sâm tươi thì hẳn rằng là vẫn còn nhiều khách hàng chưa biết cách bảo quản, cách chế biến sao để chúng ta có thể tận dụng được hết những dưỡng chất dinh dưỡng, những công dụng mà sâm tươi mang lại. Tuy nhiên thì hiểu được điều này, các nhà sản xuất tại Hàn Quốc đã cho ra đời dòng sản phẩm sâm khô hộp thiếc như bên cạnh Kiều Anh đây. Và sâm khô hộp thiếc sẽ là một trong những giải pháp, một trong những sản phẩm được các bạn cực kỳ yêu thích trong thời gian tới. Sản phẩm sâm khô hộp thiếc thì vẫn là một trong những dòng sản phẩm được lựa chọn từ những củ sâm 6 năm tuổi tại Hàn Quốc. Và sau khi được lựa chọn thì những củ sâm này được chế biến trên dây chuyền công nghệ hiện đại để đảm bảo rằng là những củ sâm vẫn còn giữ nguyên được dưỡng chất dinh dưỡng và mang lại những tác dụng nhất định đối với người sử dụng. Với việc để trong hộp thiếc như thế này thì chúng ta có thể là sử dụng được sâm trong thời gian dài mà không lo lắng về cách bảo quản sao để sâm không bị héo hay là bị hỏng nữa. Và sản phẩm sâm khô hộp thiếc này thì hoàn toàn không có chứa chất bảo quản. Vâng, ngoài ra nữa thì khi mà chúng ta sử dụng sản phẩm sâm khô hộp thiếc thì chúng ta có thể là ngay lập tức dùng luôn bằng cách là chúng ta ngậm, nhai hoặc là chúng ta chưng hấp với mật ong. Và vâng, như vậy thì có thể thấy là mức độ tiện dụng, tiện lợi mà dòng sản phẩm sâm khô hộp thiếc này mang lại đối với người dùng, đúng không ạ? Và theo Kiều Anh được biết, đó chính là dòng sản phẩm sâm khô hộp thiếc có hãng đến từ Đê Đông Hàn Quốc này thì có rất nhiều mẫu mã cũng như là có rất nhiều kích thước để chúng ta lựa chọn. Và hộp sản phẩm sâm khô hộp thiếc trên tay Kiều Anh này thì là một trong những loại hộp có khối lượng nhỏ cũng như là nhỏ gọn nhất và chỉ có khối lượng là 75g thôi. Và nếu như các bạn thắc mắc rằng với dòng sản phẩm sâm khô hộp thiếc này thì mang đến những công dụng gì đối với người dùng thì hãy nghe kỹ những chia sẻ của Kiều Anh sau đây nhé. Giống như các công dụng của hồng sâm thì sâm khô hộp thiếc nó cũng sẽ mang lại những công dụng như là giúp tăng cường sức khỏe, tăng cường sức đề kháng cho người dùng. Đối với những người mà chúng ta có công việc căng thẳng, áp lực, mệt mỏi thì sản phẩm sâm khô hộp thiếc này sẽ cung cấp các dưỡng chất cần thiết, đồng thời là các dưỡng chất đó sẽ đi thẳng lên não hệ thần kinh của chúng ta, nuôi dưỡng các tế bào thần kinh và từ đó làm giảm sự căng thẳng áp lực lên trí não của chúng ta và khiến cho chúng ta làm việc năng suất hơn. Hay là đối với những người mà thiếu máu, khi sử dụng dòng sản phẩm sâm này thì nó sẽ có khả năng là tăng cường tuần hoàn máu cho chúng ta, đồng thời là tăng cường các tế bào máu, các tế bào hồng cầu và cũng như là việc là nó sẽ giúp cho máu của chúng ta được lưu thông tốt hơn. Hay đối với những người mà chúng ta thường xuyên bị mất ngủ, ăn không ngon thì sản phẩm sâm khô hộp thiếc này cũng sẽ hỗ trợ điều trị các vấn đề đó cho chúng ta. Và quan trọng hơn, đó chính là sản phẩm sâm khô hộp thiếc còn cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết, giải độc gan, cũng như là đào thải độc tố ra khỏi cơ thể. Vâng, với những công dụng tuyệt vời, với những tác dụng tuyệt vời như vậy, thì Kiều Anh tin chắc rằng các bạn sẽ ngay lập tức muốn sử dụng sản phẩm này ngay trong hôm nay để mang lại được sức khỏe tốt nhất cho bản thân và cho người thân trong gia đình. Và Kiều Anh đã chia sẻ rồi, với một hộp, với một sản phẩm sâm khô hộp thiếc như bên cạnh Kiều Anh, như trên tay Kiều Anh đây, thì được chọn lọc từ những củ sâm tươi 6 năm tuổi đến từ Hàn Quốc và được chế biến theo phương pháp hiện đại để cho ra đời những củ sâm tươi chất lượng, những củ sâm khô chất lượng như thế này. Và với dòng sản phẩm này thì mặc dù được chế biến khô nhưng hàm lượng chất dinh dưỡng thì vẫn được giữ nguyên, đồng thời là sẽ tiện dụng hơn cho chúng ta trong quá trình sử dụng.
Và các bạn hãy nhớ nhé, đó chính là với một sản phẩm tuyệt vời như này thì hãy liên hệ ngay tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí. Hoặc các bạn cũng có thể nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24giờ.com đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng, các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm sâm khô hộp thiếc Đê Đông đến từ Hàn Quốc. Và hy vọng với những thông tin Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay đã mang đến cho các bạn những kiến thức bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.